Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Viettel Star TV. Có lẽ là rất nhiều anh em đang cảm thấy chán ngán những cái bài mở hộp và trên tay nhanh chiếc Samsung Galaxy Note 20 Ultra rồi. Chính vì vậy thì nên thôi, hôm nay mình sẽ không làm bài mở hộp nữa. Mà ngay bây giờ mình sẽ ngồi đây và mình nói toàn bộ những trải nghiệm của mình sau 24 giờ với chiếc Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Và cũng rất nhiều anh em đang quan tâm chiếc máy này chứ, để xem đây có phải là một sự lựa chọn đáng mua trong phân khúc cao cấp không nhé. Đầu tiên ý, rất to và rất nặng là những gì mà mình cảm nhận được trực tiếp ở trên chiếc Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Nguyên nhân thì có lẽ phần khung của máy được hoàn thiện bằng chất liệu thép, chính vì vậy thì nên đem đến cho chúng ta cảm giác bền bỉ hơn. Tuy nhiên chúng ta sẽ phải đánh đổi lại với việc là trọng lượng của máy sẽ khá nặng. Tiện nói về độ bền của phần khung thì chúng ta sẽ nói luôn về độ bền ở phần mặt trước cũng như là mặt sau của máy. Thiết bị này sẽ được trang bị công nghệ kính cường lực rất là mới, là Corning Gorilla Glass Victus. Và bật mí cho anh em biết thì công nghệ này mới được Corning ra mắt cách đây khoảng 1 tháng trước mà thôi, nhưng mà nó đã được sản xuất ở trên chiếc Samsung Galaxy Note 20 Ultra rồi. Và khi mà mình nhìn thấy chiếc máy này sử dụng kính cường lực này, mình cũng cảm thấy khá là bất ngờ. Công nghệ kính cường lực này sẽ có những gì? Đầu tiên là cải thiện khả năng chống chảy xước, và cái tiếp theo đấy là giúp cho máy có một độ bền bỉ nhất định và tránh được hiện tượng là bị rơi vỡ. Cái này thì mình cũng không dám test, tại vì nếu như mà mình test xong mà nó có vỡ màn hình thì mình phải đền thì nó cũng khá là sót, thế nên là thôi. Về mặt lý thuyết thì chúng ta hoàn toàn thể yên tâm khi mà sử dụng chiếc máy này. Còn nói về ngôn ngữ thiết kế thì cảm giác cầm của mình vẫn rất là quen thuộc như bao chiếc máy của dòng Note khác thôi. Chúng ta vẫn sẽ có các phần góc cạnh rất là vuông vức, tuy nhiên để đem đến cho chúng ta có được cảm giác cầm nắm thoải mái hơn thì phần cạnh trái và cạnh phải của mặt lưng sẽ được bo cong và giúp cho chúng ta có thể cầm một cách dễ dàng ở trong một cái diện tích màn hình rất là to. Nhìn chung thì thiết kế này khá là dễ cầm nắm, khá là thích. Và có một trong những điểm mà mình cảm thấy không thích ở trên chiếc máy này, đó chính là về phần cụm camera. Như anh em có thể nhìn thấy thì cụm camera ở trên chiếc Samsung Galaxy Note 20 Ultra thực sự rất là to. Và cái này thì sẽ có một trong những ưu điểm là giúp cho chúng ta có được những bức ảnh mà nếu như mà to chúng ta sẽ có hệ thống chống rung tốt hơn này. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, đấy là chúng ta hoàn toàn có thể có được những bức ảnh với độ chi tiết rất là cao, vì đơn giản là máy hiện tại đang sử dụng camera với độ phân giải lên tới 108 megapixel. Tuy nhiên để đánh đổi lại thì rất là dễ chảy xước ở trên cụm camera này. Thế nên là nếu như anh em mà có điều kiện mà nên mua những chiếc ốp rất là đắt tiền để bảo vệ cho chiếc máy này, hoặc là nên đeo ốp tặng kèm của Samsung để giữ cho chiếc máy này trở nên bền bỉ hơn. Quay trở lại về phía mặt trước ấy, thì một trong những điểm rất là đáng khen ở trên chiếc Note 20 Ultra đấy là chúng ta sẽ có được cái diện tích hiển thị màn hình rất là rộng. Chúng ta sẽ không có cái phần viền ở bên dưới quá dày đâu. Phần viền trên và viền dưới gần như là cân bằng, cũng như là đem đến cho chúng ta cảm giác sử dụng tràn viền nhất, vì đơn giản rằng bên phía cạnh trái và cạnh phải của màn hình sẽ được bo cong. Chính vì vậy thế nên là nếu như anh em sử dụng chiếc máy này vào các tác vụ giải trí thì đây gần giống như là một sự lựa chọn rất tuyệt vời. Nhìn xuống bên phía cạnh dưới thì có một trong những điểm mình cảm thấy khá là thích ở trên chiếc Note 20 Ultra. Đấy là phần loa ngoài, phần mic thoại cũng như là cổng kết nối USB Type-C của máy bây giờ đã được làm bằng nhau rồi. Nhìn trông nó rất là liền mạch, nhìn trông rất là thích mắt, khác so với những chiếc máy khác. Và nhìn chung thì đây sẽ là một trong những điểm mình đánh giá rất cao chiếc máy này. À mà quên, đấy, không nói về phần chất liệu thiết kế, rất nhiều anh em cũng cảm thấy rằng đây sẽ là một trong những sự cải tiến ở trên chiếc Samsung Galaxy Note 10. Vì đơn giản rằng ở trên chiếc Note 10 và Note 10 Plus thì chúng ta sẽ có mặt lưng kính bóng. Còn ở trên chiếc Note 20 Ultra thì khác, chúng ta sẽ có mặt lưng kính nhám như này. Thứ nhất, cầm nắm máy tốt hơn. Thứ hai, nhìn máy trở nên sang trọng hơn, không quá dễ bị bám mồ hôi và dấu vân tay. Thế nên ý, là chiếc máy này sẽ có rất nhiều những ưu điểm và rất nhiều những cải tiến, mặc dù những nâng cấp của nó thì lại không quá đáng kể so với thế hệ Galaxy Note 10 và Note 10 Plus. Và cũng có một trong những điểm mà mình đánh giá là một trong những thay đổi khá là lớn ở trên chiếc Galaxy Note 20 Ultra, đấy chính là về cái bút S Pen. Mình không nói về tính năng ở trên cái bút S Pen này vội, tí nữa chúng ta sẽ đề cập đến sau. Mà cái bút S Pen ở thời điểm hiện tại đã thay đổi vị trí đặt. Thay vì ở bên phía góc bên phải thì bây giờ chúng ta sẽ được đặt ở bên phía góc bên trái này. Cái này sẽ có những ưu và nhược điểm riêng. Ưu điểm ấy đấy là nếu như anh em ém cái bút S Pen vào phần module camera thì anh em sẽ nhận ra rằng nếu như để bên phía cạnh phải thì rất có khả năng cái bút S Pen này sẽ chạm vào phần module camera, thế nên là điều này rất dễ hiểu. Và cái thứ hai đấy là nếu như anh em nào mà là những người thuận tay phải thì việc lấy cái bút S Pen này nó sẽ hơi khó khăn hơn một chút. Đây sẽ là một trong những cái mình cần lưu ý với anh em. Tiếp theo thì nói về màn hình thì chiếc Galaxy Note 20 Ultra sẽ được trang bị một màn hình Dynamic AMOLED 2X. Đấy, nghe thì nó cũng khá là dài đúng không? Vậy thì hướng đến trải nghiệm thực tế đi. Trải nghiệm thực tế trên chiếc máy này đúng như những gì mà Samsung công bố. Độ sáng trên chiếc máy này thực sự rất là cao, đem đến cho mình khả năng hiển thị ngoài trời rất là tốt. Mặc dù chỉ có 24 tiếng trải nghiệm thôi, tuy nhiên thì những gì mà mình cảm thấy ở trên chiếc máy này nó rất là rõ rệt, độ sáng cực kỳ cao luôn. Tiếp theo thì nếu như mà nói về khả năng hiển thị thì tấm nền AMOLED từ trước đến nay vẫn luôn là như vậy, nhìn trông rất rực rỡ, rất nịnh mắt. Thế nên là Galaxy Note 20 Ultra gần giống như là một trong những phiên bản vô cùng hoàn hảo về phần màn hình và được cải thiện hơn khá nhiều so với thế hệ Galaxy Note 10, đúng như những gì mà Samsung đã công bố. Samsung lần này đã không làm mình thất vọng phần màn hình nữa rồi.
Tuy nhiên thì có một trong những điểm mà mình vẫn cần phải lưu ý với anh em, đó là tương tự như Galaxy S20, S20 Plus và S20 Ultra, chúng ta sẽ chỉ có tần số quét màn hình 120Hz ở độ phân giải màn hình, đấy là Full HD cộng thôi. Còn nếu như mà ở độ phân giải màn hình, đấy là 2K cộng thì sao? Nó sẽ trở về 60Hz. Và có một trong những điểm mà giúp cho chiếc Galaxy Note 20 Ultra này tiết kiệm pin hơn, đấy là chúng ta sẽ có chế độ, đấy là chế độ tương thích, tức là chúng ta sẽ không thể nào tùy chỉnh được về hẳn 120Hz, mà thay vào đấy máy sẽ tự động điều chỉnh cho chúng ta những tác vụ nào cần màn hình 120Hz và những tác vụ nào thì không cần, qua đấy để giúp cho chiếc máy này tiết kiệm pin hơn, tăng thời lượng sử dụng hơn. Vì cơ bản rằng viên pin 4500mAh ở trên chiếc máy này khá thấp, thế nên là tí nữa chúng ta sẽ nói đến cái đấy sau. Còn nếu như mà nói về độ chi tiết ở trên chiếc máy này thì thôi, cũng không cần phải bàn cãi quá nhiều. Mặc dù có kích thước màn hình lên tới 6.9 inch, tuy nhiên với số mật độ điểm ảnh của máy lên tới gần 500 ppi, đâu đấy khoảng 496, thế nên ý, là chiếc máy này hoàn toàn có thể đáp ứng cho chúng ta được tất cả các tác vụ. Và ở trong cái góc nhìn hàng ngày của con người thì với cái mật độ điểm ảnh trên khoảng cỡ 300-350 ppi thôi là chúng ta đã không nhìn thấy quá nhiều hiện tượng bị rỗ, là hầu như là không thấy luôn. Thế nên là nếu như mà xét về chiếc Galaxy Note 20 Ultra có đáp ứng được những cái nhu cầu hiển thị hàng ngày không thì câu trả lời của mình chắc chắn rồi là có, và thậm chí là đáp ứng rất tốt luôn. Tiếp theo nói về camera đi, Galaxy Note 20 Ultra là một trong những chiếc máy được cải thiện rất nhiều về thông số so với Galaxy Note 10 Plus. Được trang bị một camera với độ phân giải lên tới 108MP thì Galaxy Note 20 Ultra sẽ hứa hẹn đem đến cho chúng ta những bức ảnh với độ chi tiết rất tốt. Trên mặt thực tế thì đúng như vậy, máy sẽ cho ra những bức ảnh với độ chi tiết rất là cao, và với thuật toán xử lý hình ảnh của Samsung thì màu sắc sẽ được đẩy lên nhìn trông rất là rực rỡ, rất là đẹp mắt. Đấy, thế nên là anh em hoàn toàn thể yên tâm về khả năng chụp ảnh đủ sáng ở trên chiếc máy này. Còn nói về khả năng lấy nét đã bị anh em phản ánh rất nhiều ở trên chiếc Samsung Galaxy S20 Ultra thì Galaxy Note 20 Ultra được cải thiện rất nhiều, tốc độ lấy nét khá nhanh. Chính vậy thế nên là anh em hoàn toàn thể chụp ảnh mà pick khoảnh khắc một cách gọi là vừa đủ dùng, rất là nhanh, rất ấn tượng. Và một trong những điểm đáng chú ý nữa ở trên chiếc Galaxy Note 20 Ultra đấy là thay vì chúng ta sẽ có khả năng zoom 100x thì bây giờ Samsung đã giảm khả năng zoom xuống chỉ còn là zoom 50x thôi. Tuy nhiên đây chỉ là một trong những tính năng để phô trương công nghệ mà chúng ta cũng sẽ không sử dụng quá nhiều, vì đơn giản rằng như anh em cũng biết, nếu như mà chúng ta zoom lên với số zoom nó quá lớn ấy thì chắc chắn rằng độ chi tiết ở trên những bức ảnh sẽ không cao. Thế nên là đây như mình cũng vừa nói chỉ là một tính năng để phô trương công nghệ, và nếu như anh em có thích sử dụng để bọc vạch thì sẽ sử dụng mà thôi. Và có một trong những điểm đáng chú ý nữa đấy là Galaxy Note 20 Ultra thay vì chúng ta có 4 camera như là ở trên Note 10 Plus thì chúng ta sẽ chỉ có 3 camera mà thôi. Nhìn chung thì đây không phải một cắt giảm quá lớn, vì đơn giản rằng ở trên chiếc Note 10 Plus ấy thì chúng ta có camera thứ tư, đấy là cảm biến TOF, mà chúng ta cũng không sử dụng quá nhiều. Thế nên là Samsung đã hướng đến những cái trải nghiệm thực tế, loại bỏ luôn cảm biến đấy để chúng ta có 3 camera, nhìn máy sẽ trông liền mạch hơn khá là nhiều. Tuy nhiên thì 3 cũng nhỏ hơn 4 cho nên là hơi cắt giảm nhẹ nhẹ một chút. Chấp nhận được, không sao. Nếu như mà để xét về khả năng quay phim ý, thì với khả năng quay phim 8K thì chắc chắn rồi, chúng ta sẽ có được những thước phim vô cùng ấn tượng, rất là đẹp mắt, rất là chi tiết. Và hầu như những anh em nào mà là YouTuber hay vlogger mà sử dụng chiếc Galaxy Note 20 Ultra mà quay video ấy, thì sẽ rất là thích cái tính năng này, hứa hẹn sẽ cho được chúng ta những thước phim với độ chất lượng rất là tốt. Nói về camera selfie đi, mặc dù chỉ có camera selfie với độ phân giải 10MP thôi, nhưng mà thuật toán xử lý hình ảnh ở trên những chiếc máy của Samsung chưa bao giờ làm mình thất vọng cả. Da người sẽ làm rất là mịn, thế nên là chiếc máy này hoàn toàn có thể là một trong những lựa chọn để giúp chúng ta có thể selfie một cách rất là thoải mái và đăng lên mạng xã hội ngay lập tức. Chưa kể đến việc chúng ta sẽ có những cái sticker để giúp cho chúng ta có thể tùy biến này, sử dụng một cách rất là thoải mái mà không nhất thiết phải cài đặt những ứng dụng bên thứ ba. Và nếu như mà để xét về khả năng quay phim thì ở trên chiếc Note 20 Ultra này chúng ta có khả năng quay phim vẫn rất là tốt. Với 60fps với 4K thì tương tự như là camera sau, chúng ta vẫn sẽ có những thước phim với độ chi tiết rất là cao. Và những anh em YouTuber hay vlogger hoàn toàn thể quay phim như này, thay vì như thế này. Đó, ấn tượng chứ. Còn xét về hiệu năng, Galaxy Note 20 Ultra vẫn sẽ được trang bị con chip Exynos 990, hơi tai tiếng một chút,
so ở trên thế hệ Galaxy S20. Tuy nhiên thì một trong những điểm khá là đáng khen đó là con chip này được cải thiện hơn đôi chút, nó ngon hơn khá nhiều so với ở trên thế hệ Galaxy S20. Tuy nhiên có một trong những điểm cần lưu ý đấy là nó vẫn khá nóng, và trong quá trình mình chơi game, cụ thể là PUBG Mobile, thì việc máy nóng lên một cách rất là rõ rệt ở phần mặt lưng luôn, đặc biệt là ở phần chính giữa này như mình đang cầm đây. Đấy, nó chúng ta hoàn toàn thể cảm nhận được, và nếu như mà anh em chơi game nhiều ở trên chiếc máy này thì sẽ cảm thấy được sự khó chịu nhất định đấy. Và có một trong những cắt giảm cũng khá là lớn ở trên chiếc Note 20 Ultra, đây chúng ta chỉ có 8GB thôi. Và nếu như anh em muốn có thêm được 4GB nữa thì anh em sẽ phải bỏ ra khoản tiền cũng tương tự như thế luôn, 4 triệu để mà có thể sở hữu chiếc Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G thì chúng ta mới có thể có 12GB. Tuy nhiên thì về cơ bản thì 6GB vẫn là hoàn toàn đủ dùng rồi. Thế nên là mình cũng không có quá nhiều phàn nàn, mình sử dụng vẫn rất là thoải mái, không hề bị reload app hay gì cả. Rồi, nói về giao diện One UI thì từ trước đến nay vẫn luôn là như vậy, nhẹ nhàng, tối ưu tốt, thế nên là chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng thoải mái. Và một trong những ưu điểm nữa mà Samsung đã công bố trong sự kiện Unpacked của họ, đấy là chiếc Samsung Galaxy Note 20 Ultra và những chiếc máy từ đời Galaxy S10 trở lên thì sẽ có vòng đời hỗ trợ phần mềm lên tới 3 năm. 3 năm thì không phải là một con số quá lớn so với iOS, tuy nhiên thì với Android đây là một con số rất là đáng vui mừng. Chính vì vậy thế nên là chúng ta hoàn toàn thể sử dụng chiếc máy này về lâu về dài một cách rất thoải mái. Vì đơn giản rằng chiếc máy này gần như là đang có một hiệu năng cũng khá là vô đối thôi. Thế nên là anh em sử dụng một cách rất yên tâm luôn. Rồi, còn về pin thì Galaxy Note 20 Ultra trang bị một viên pin 4500mAh. Trên những cái trải nghiệm thực tế thì nó đáp ứng như mình, nói thẳng ra thì dư giả cũng không hẳn, và nó là vừa đủ. Mình rút sạc chiếc máy này ra trong khoảng thời gian với là 8 giờ và đến khoảng cỡ giữa đêm, tầm 12 giờ là mình đã phải cắm sạc rồi. Mà mình là một trong những thằng rất là cú đêm, mình thức đến khoảng 1-2 giờ. Đây cũng là một trong những cái dễ hiểu thôi, vì thứ nhất mình sử dụng máy với tần suất rất là cao, mình test boot này, mình test camera, thậm chí là mình có chơi game như anh em cũng vừa biết, cũng vừa mới nói xong. Một phần nữa đây là chiếc máy này sẽ có màn hình 120Hz ở độ phân giải Full HD cộng, còn nếu chúng ta bật 2K lên thì nó vẫn sẽ tốn pin. Thế nên là chiếc máy này đáp ứng cho chúng ta vừa đủ tốt, vừa đủ dùng. Thế nên là anh em cũng yên tâm nếu như mà sử dụng chiếc máy này với cái tần suất mà nó trung bình, còn nếu như mà sử dụng rất nhiều như mình ấy thì 12 giờ cũng là dư rồi, có anh em nào cú đêm như mình đâu. Rồi, tiếp theo nói qua về cái bút S Pen. Thì cái bút S Pen năm nay đã được cải thiện hơn đôi chút về độ trễ so với thế hệ Galaxy Note 10. Galaxy Note 10 và Note 10 Plus thì được trang bị một cái bút S Pen với độ trễ là 42mS. Ở trên Galaxy Note 20 thì được cải thiện hơn là 29mS. Và ở trên Note 20 Ultra nó chỉ còn là 9mS, tương tự như là Galaxy Tab S7 và Tab S7 Plus. Nhìn chung ý, thì chúng ta hoàn toàn thể sử dụng cái bút S Pen ở thời điểm hiện tại viết như một cái bút bình thường luôn. Trong tất cả những cái lúc mà chúng ta chạm vuốt cái gì thì cây bút này nhận rất là nhanh, rất là nhạy. Thế nên ấy là đây chắc chắn sẽ là một trong những công cụ ghi chú rất là đắc lực. Và lại một lần nữa mình cảm thấy ấn tượng, mặc dù Samsung không công bố quá nhiều về cây bút S Pen ở trên chiếc Samsung Galaxy Note 20 hay Note 20 Ultra, tuy nhiên thì Samsung vẫn đem đến cho chúng ta những trải nghiệm rất là thực dụng. Rồi, nhìn chung thì sau 24 giờ trải nghiệm của mình ở trên chiếc Samsung Galaxy Note 20 Ultra thì có những điểm gì nổi bật? Mình vẫn cảm thấy rất ấn tượng về thiết kế, tuy nhiên thì mình sẽ hơi không thích về phần cụm camera đôi chút. Màn hình thì độ sáng rất cao, khả năng hiển thị từ trước đến nay ở trên những thiết bị Samsung là không có cái gì để mà chê cả. Camera thì 108MP hỗ trợ rất tốt, chất ảnh cho ra rất ổn luôn. Còn nói với con chip Exynos 990 thì con chip này thực sự ra thì mình còn kỳ vọng vào nhiều hơn, và mong rằng ở trong các bản cập nhật sắp tới thì Samsung sẽ cải thiện hơn đôi chút về hiệu năng ở trên chiếc máy này. Về pin thì đủ dùng. Còn về cái bút S Pen thì được cải thiện rất đáng kể, hỗ trợ rất tốt trong các tác vụ của mình. Vậy thì anh em đánh giá sao về chiếc máy này thì đừng quên để lại ý kiến của mình ở phía dưới phần comment. Và nếu như anh em đang quan tâm đến chiếc Galaxy Note 20 Ultra thì hãy truy cập đường link mình để ở bên phía bên dưới dẫn thẳng đến hệ thống của Viettel Store nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.